Chào các bạn, mình tên là Nguyễn Thế Duy và hiện tại mình là người sáng lập vườn ươm doanh nhân Bitraining và mình thành lập nó năm 2009. Và nói mình thì chuyên vườn ươm doanh nhân mà mình thì mình chuyên chia sẻ với các khóa học làm chủ vườn ươm doanh nhân Bitraining và cái khóa học làm chủ doanh nghiệp và cái cách làm sao để chúng ta khởi nghiệp từ tay trắng. Và cái đây là địa chỉ liên tục trong 9 năm qua, đúng cái địa chỉ này. Và mình sẽ chia sẻ cho các bạn 10 bước để chúng ta ra làm chủ doanh nghiệp và làm sao đó, cái cách nào đó để chúng ta ra làm chủ cái doanh nghiệp thành công. Và cái này nó bắt đầu từ chính cái hành trình của mình, từ chính cái cuộc đời của mình. Và các bạn nào đang xem cái live stream này thì các bạn hãy comment xuống, giới thiệu về mình, giới thiệu về anh, bạn đang làm cái gì, bạn đã ra khởi nghiệp chưa, bạn đang làm văn phòng, bạn muốn ra khởi nghiệp, bạn chưa bắt đầu từ đâu. Ok, bạn có thể giới thiệu suốt rất là thoải mái. Trước khi mình bắt đầu chia sẻ cái 10 bước để chúng ta ra khởi nghiệp đặc biệt này thì mình cũng giới thiệu với các bạn, mình là tác giả của những quyển sách sau. Ở giờ cái quyển sách thứ nhất là của quyển Vượt biển lớn, cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Cái quyển sách thứ hai là quyển Mỗi ngày một chút thôi, giúp cho các bạn cái cách làm sao ra khởi nghiệp. Và cái quyển thứ ba là quyển Beyond the Way. Cái quyển này giúp cho các bạn bằng tiếng Anh, các bạn trên thế giới, các bạn đọc, các bạn có thể mua trên trang Amazon. Và hai cái quyển này thì đang bán tại Việt Nam. Và hiện tại thì cái lượng sách mình bán rất là chạy trên khắp mọi miền đất nước. Bạn nào mà muốn sở hữu hai quyển sách này thì rất là đơn giản, các bạn comment xuống, các bạn inbox cho mình cái số điện thoại của các bạn và sách sẽ giao đến nhà các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Và bây giờ các bạn đã bắt đầu vào chương trình chưa? Nếu các bạn đã bắt đầu rồi thì các bạn comment xuống, các bạn nói là chúng tôi đã bắt đầu rồi. Và rất là vui hôm nay mình chia sẻ bạn cái chủ đề rất là đặc biệt này. Vậy các bạn comment xuống đi. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn comment xuống. Các bạn chào mình, mình cũng chào các bạn. Chào bạn Dương Kiều. Ok chưa? Bạn đang xem chương trình thì bạn hãy comment xuống đi ạ. Và chúng ta rất là vui để chúng ta làm quen nhau. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vậy thì để cái bước đầu tiên, để chúng ta ra 10 bước để chúng ta ra khởi nghiệp. Cái bước đầu tiên là cái gì ạ? Các bạn phải xác định được, các bạn ghi vào. Các bạn phải xác định được cái niềm đam mê và cái lĩnh vực mà bạn giỏi nhất. Thực sự là bạn phải xác định được là bạn phải đam mê cái gì. Bạn có thực sự là đam mê ra làm chủ doanh nghiệp hay không? Bạn có thực sự là đam mê ra làm kinh doanh hay không? Bạn nào đang xem cái livestream này thì các bạn comment xuống đi các bạn ơi. Và các bạn có thể chia sẻ đến nhà các bạn. Và đây là cái livestream mà nó giúp cho các bạn biết cái cách để làm sao chúng ta ra kinh doanh. Và các bạn comment xuống thì các bạn là những người để cho mình biết, kết nối với nhau, làm quen với nhau các bạn ạ. Chúng ta cần phải làm quen nhau, biết nhau. Vậy thì bước đầu tiên bạn phải xác định được cái niềm đam mê. Thực sự là bạn có đam mê ra làm kinh doanh không? Bạn có đam mê ra làm chủ không? Bạn có khát khao không? Thì có 3 đối tượng các bạn, có 3 đối tượng. Trong hành trình ra làm kinh doanh của mình trong những năm qua thì mình phát hiện ra rằng là có 3 đối tượng. Đối tượng thứ nhất là họ sinh ra các bạn. Ok, chào bạn Thuyết Đặng. Ok chưa? Chào bạn Nguyễn Văn Ý. Ok, tuyệt vời. Chào bạn Nguyễn Mạnh Thiện. Hôm nay mình live stream ở bên cái trang fanpage. Và Thiện comment xuống đi Thiện ơi. Chào các bạn nhiều. Các bạn đang ở khu vực vùng miền nào thì các bạn cũng comment xuống luôn. Và trong quá trình những năm qua thì mình phát hiện ra một điều nó rất là tuyệt vời, là có 3 đối tượng ra khởi nghiệp. Đối tượng thứ nhất là họ sinh ra ở trong một cái gia đình. Bạn Thiện tuyệt vời. Bạn chào bạn Thanh Lê. Ok, Thắm Lê. Ok chưa? Em ở khu vực nào em comment xuống. Thì có 3 đối tượng ra khởi nghiệp. Đối tượng thứ nhất là họ sinh ra trong một cái gia đình và ba mẹ họ đều làm khởi nghiệp hết rồi. Ba mẹ họ đều làm khởi nghiệp. Ba mẹ họ kinh doanh. Ba mẹ họ làm chủ doanh nghiệp.
À, vâng, ok, buổi tối năng lượng, ok, tuyệt vời, Thiện ơi, buổi tối vô cùng năng lượng đúng không? À, thì ba mẹ họ đều làm khởi nghiệp hết rồi, và ba mẹ họ huấn luyện cho họ để họ trở thành một cái người doanh nhân rất là thành công. Ok, bạn Thắm Lê, em đang ở Bình Tân, em mời bạn bè của em vô xem cái livestream đi bạn Thắm Lê ơi. À, thì ba cái đối tượng này họ như thế nào ạ? À, họ rất là khác. À, cái đối tượng đầu tiên thì họ không muốn ra làm chủ cũng cũng không được, bởi vì sao ạ? À? Bởi vì ba mẹ họ, ok chưa, ba mẹ họ đã sắp đặt họ sẵn rồi, cái việc còn lại là họ ra họ làm kinh doanh thôi. À, cái đối tượng này thì họ khá thuận lợi, được ba mẹ ủng hộ, ok chưa, được người thân ủng hộ, và phần nhiều là họ kế thừa lại cái công ty, hoặc là họ cũng mở ra những cái công ty trên nền tảng gì ạ? Nền tảng mà ba mẹ họ có và họ để lại. À, đó là đối tượng thứ nhất. À, các bạn nốt vào. Thấm Lê em nốt vào đối tượng thứ nhất đi. Bạn Phạm Nhật Quang, ok, rất là vui. Em xem livestream này, em comment xuống đi Nhật Quang ơi. À, và mời các bạn vào xem cái livestream này. À, và đối tượng thứ hai là đối tượng mà họ đam mê ra kinh doanh, họ đam mê khởi nghiệp, họ ăn vào trong máu rồi. Đối tượng nó giống như mình à. À, cách đây cũng 20 mấy năm trước rồi, là mình đã đam mê kinh doanh, mình biết cuộc đời mình phải chọn con đường là kinh doanh, và mình đam mê, mình ăn vào trong máu luôn, các bạn biết không? À, đối tượng thứ hai là đối tượng đó. À, họ đam mê lắm, họ đam mê kinh doanh không thể tưởng được. À, bạn nào xem livestream thì các bạn comment xuống đi. À, chào mình à. À, chào bạn Nguyễn Vũ Hoàng, ok, rất là tuyệt vời. Chào bạn Phạm Nhật Quang, ok, tuyệt vời. À, và họ đam mê lắm. Các bạn chia sẻ cái livestream về nhà các bạn đi các bạn ơi. À, họ đam mê vào trong máu vậy đó. Như mình nè, mình đam mê làm kinh doanh lắm, mình biết rằng mình không có chọn cái con đường khác được, mình phải chọn cái con đường làm kinh doanh thôi. Và ở ngoài cuộc sống bạn sẽ thấy những cái con đường, những cái con người này họ vô cùng đam mê, họ đam mê lắm. Ok, chào bạn Lưu Anh Hà, hôm nay mình chia sẻ bên cái trang fanpage. À, mình livestream bên trang fanpage chứ mình không có livestream bên cái trang Nguyễn Thái Duy. À, và đó là lý do mà cái lượng người tiếp cận chúng ta bắt đầu tăng lên từ từ. À, chào bạn Bình Đào, ok, tuyệt vời quá bạn Bình Đào ơi. Vâng, và nó như thế nào các bạn ơi, nó như thế nào à? Họ đam mê lắm, như bản thân mình nó là mình đam mê cái nhà đó. Và bạn nào mình chắc chắn là các bạn sẽ có rất là nhiều bạn, các bạn cũng đam mê giống như mình. À, và bạn nào bạn xác định ra rằng là bạn là người rất là đam mê như vậy thì các bạn phải như thế nào? Các bạn phải cố gắng để các bạn ra, các bạn làm khởi nghiệp đi. À, bởi vì sao ạ? À? Cuộc đời bạn trước sau gì bạn cũng làm kinh doanh đó. Bạn không đi ra làm kinh doanh là bạn chịu không có được. À, bạn trước sau gì bạn cũng làm, bạn không có chịu được. À, bởi vì bạn biết cuộc đời bạn gắn bó rồi, dù bạn có thất bại tơi tả rồi lên 50 60 tuổi, bạn có điều kiện rồi bạn cũng ra là bạn làm kinh doanh thôi, bạn không có chọn cái con đường 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 khác được, bạn ăn nó vào trong máu rồi. À, đó là cái đối tượng thứ hai. Bạn nào mà đang ngồi đây mà thuộc đối tượng thứ hai á thì mình gửi đến các bạn một cái lời chia sẻ rằng bạn hãy cố gắng. Cố gắng gì nè? Cố gắng đi học hành đàng hoàng, có kiến thức đàng hoàng để ra kinh doanh thành công, còn không nó làm khổ bạn, bởi vì bạn không có chọn cái con đường khác được. Mà các bạn thấy không, thiếu kiến thức, thiếu kỹ năng, thiếu kinh nghiệm thì chúng ta không thể kinh doanh thành công được. Nên đó là lý do mà mình lời gửi lời khuyên các bạn, bạn nào mà thuộc cái máu như vậy thì các bạn phải đi học hành đàng hoàng để chúng ta làm cho nó chuẩn ngay từ đầu. Bạn nào hồi nãy giờ xem livestream này chúng ta chưa chào nhau thì các bạn chào nhau đi. Mình cũng mong các bạn comment xuống, các bạn chào mình rồi các bạn mọi người biết về bạn. Ok, chào bạn Đình Phước Nguyễn, ok, tuyệt vời. Đó. Bạn nào đang xem mà các bạn chưa chia sẻ thì các bạn thứ nhất là các bạn chia sẻ livestream về, cái thứ hai là gì ạ? Thứ hai là các bạn chào nhau đi để chúng ta cùng nhau biết nhau. À, để mọi người biết nhau, mọi người cùng xem livestream này biết bạn, và bản thân mình cũng gì ạ? Mình cũng biết bạn. À, để chúng ta kết nối với nhau, nhớ comment xuống các bạn nhé. À, và cái dạng người thứ ba, ồ, chào bạn Phạm Nghè, cho em hỏi học bài bản thì phải học bắt đầu từ đâu à, thầy? Ok, nếu mà bạn ở xa, bạn không có điều kiện đến, chào bạn Phạm Nghè ha, chào bạn kiến trúc sư Phạm Hữu Thịnh, ok chưa? Thì nó như thế nào ạ? À? Thì bạn hãy đọc sách, bạn có thể mua hai cái quyển sách của mình,
là cái quyển Vượt Biển Lớn và quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Mình chia sẻ kinh nghiệm đó rất là nhiều. Và bạn mua hai cái quyển đó xong á thì mình sẽ ép các bạn vào trong một cái group, mà cái bí mật cái group là toàn là những người chuyên đọc sách mình và họ đam mê kinh doanh, và bạn hỏi cho mình những câu hỏi chuyên sâu hơn. Còn bạn mà ở thành phố Hồ Chí Minh, gần thành phố Hồ Chí Minh thì như dụ Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa, Vũng Tàu gần gần á, thì em nên chạy về cái trung tâm của B-Training. Em học địa chỉ là 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh. Số điện thoại hotline là 0937939598. Ok chưa? Lớp online thì rất là ít bởi vì học cần cái sự tương tác em. Ok bạn Đình Phương Nguyên nha. Và bạn nào chưa chia sẻ đi thì chia sẻ đi. Bây giờ mình nói tiếp. Hồi nãy là mình nói có 3 đối tượng ra khởi nghiệp đúng không? Thì cái đối tượng thứ nhất là cái đối tượng gì ạ? Là cái đối tượng họ họ sinh ra trong nhà của họ là bố mẹ đã làm kinh doanh rồi đúng không? Nên là họ ra họ làm kinh doanh luôn. Ok, chào bạn Võ Thanh Ngân, lâu quá chưa gặp ngăn cỏ. Ok chưa? Cái đối tượng thứ hai là đối tượng gì ạ? Họ đam mê kinh doanh ăn vào trong máu. Và cái đối tượng thứ ba, cái đối tượng thứ ba là đối tượng vui nhất. Đường đời, mình gọi là đường đời xô đẩy và bắt buộc họ phải ra họ làm kinh doanh. Họ chọn cái con đường làm kinh doanh. Đối tượng này mình gọi là đường đời xô đẩy. Như thế nào là gọi là đường đời xô đẩy? Nghĩa là họ học hành cái họ thi rớt. Họ thi tốt nghiệp 12 rớt. Hoặc là họ học vào đại học và họ chán quá, họ học không có nổi. Ok chưa? Chào bạn Hoàng Văn Toàn. Ok, rất là tuyệt vời. Chào bạn Ngọc Ngân. Ngân Ngọc. Ok, chào bạn ở bên Mỹ mà bạn vẫn xem livestream này, tuyệt vời quá. Ok chưa? Và bạn Ngân Ngọc, bạn comment xuống đi. Bạn Hoàng Văn Toàn, chào cả nhà, mình là Toàn ở Thanh Hóa, mình làm bên thiết kế xây dựng nhé. Ok, tuyệt vời lắm bạn Toàn ơi. Em rất là năng lượng Toàn ơi. Và em nhớ chia sẻ cái livestream này về nhà để cho nhiều người xem đi. Bạn Ngân Ngọc cũng vậy, bạn ở bên Mỹ bạn cũng nhớ chia sẻ livestream này về cho nhiều người xem đi. Và cái đối tượng thứ ba, mà lại nói tiếp cái đối tượng thứ ba là họ học dở nè, họ bị thi rớt nè, hoặc là họ ngán học, họ chán học. Và các bạn thấy những người như vậy thì họ đâu có điều kiện đâu, họ đâu có điều kiện để họ đi xin việc đâu, bằng cấp đâu có đâu, rất là khó đi xin việc. Ok, chào bạn Thành Ngôn, cảm ơn em, rất là tuyệt vời. Bạn nào mà chưa biết mình thì các bạn cứ comment xuống các bạn chào mình đi, để mình chào lại các bạn, rồi các bạn giới thiệu các bạn đang ở đâu luôn, ở quê các bạn ở đâu, các bạn ở khu vực nào, để chúng ta cùng nhau biết nha các bạn ơi. Chào bạn Võ Thành Ngân, ok, chào Ngân Cỏ ha. Chào bạn Nghiệp, ok, chào thầy và mọi người, rất là tuyệt vời bạn Nghiệp ơi. Và như thế nào? Cái đối tượng thứ ba đó là đối tượng họ không có điều kiện, mà gọi là đối tượng mà họ bị đời đạp cho họ một cái. Ok, bạn Quang Ngọc, ok, bạn Ngân Ngọc, bạn nói là bạn ở from Boston, ok, chứ ở giữa đây, rất là tuyệt vời. Nhớ chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn để mọi người cùng xem. Bạn Quang Nguyễn, ok, chứ bạn Tài Ngân, chào anh hay quá, ok, cảm ơn bạn Tài Ngân rất là nhiều. Và họ như thế nào ạ? Họ đam mê, họ không có điều kiện. Và thế là họ phải chọn cái con đường làm kinh doanh để gì? Để trước tiên họ tạo được cái công ăn việc làm cho chính họ. Chào bạn Linh Trương, tuyệt vời bạn Linh Trương. Họ tạo cái công việc làm ăn cho chính họ. Ok chưa? Chào bạn Hà Thanh Tùng ở Kiên Giang. Ở ngay thành phố Bạc Liêu. Bạn Tùng là một người rất là trẻ, rất là tài năng các bạn. Năm nay mới có 20 tuổi mà bạn đã ra bạn sở hữu quán nước riêng rồi. Doanh thu của bạn hiện tại một tháng khoảng 200 triệu. Ok, tuyệt vời. Và bạn chuẩn bị nhân nó ra thành cái hệ thống nhiều quán nữa. Ok, Tùng ha. Cảm ơn, chào Tùng nhiều. Ok chưa? Nhớ chia sẻ livestream này về nhà các bạn nha. Vâng, tiếp tục. Thì các bạn thấy không ạ? Họ không có điều kiện nên là bắt buộc họ phải gì ạ? Họ phải làm kinh doanh. Đặc biệt là những cái bạn mà các bạn mà đang đi làm việc văn phòng á, và các bạn nằm trong một cái vỏ hộp rất là kỹ, mức lương cao, được công ty trọng dụng, thì phần lớn là các bạn rất là khó. Các bạn vô cùng khó. Ok chưa? Để ra khởi nghiệp. Ok, chào bạn Nguyễn Văn Ý, bạn có lời giới thiệu rất là hay. Chào Lộc Nguyễn ơi. Ok, bạn Lộc Nguyễn là bạn làm bên bao bì. Ok, chào bạn Ý Nhẫn. Và bạn Lộc Nguyễn cũng xem livestream của chúng ta.
và bạn cũng rất là giỏi giang. Năm nay bạn mới 26, 27 tuổi rồi, bạn sở hữu một cái nhà xưởng giấy, bạn ra bạn khởi nghiệp cái cách năm 22, 23 tuổi là bạn đã ra khởi nghiệp rồi. Và bạn đã té lên bờ xuống ruộng mấy lần rồi. Các bạn có liên kết kết nối với bạn Lộc Nguyễn, các bạn sẽ học được rất là nhiều điều từ bạn. Đó là những cái gương, những cái con người rất là tài năng. Ok chưa? Vâng. Và mình nói tiếp là các bạn thấy không? Có ba đối tượng khởi nghiệp đó. Nó là đôi khi á, cái đối tượng thứ ba là đối tượng bị đời nó đá cho một cái. À, và các bạn nào mà các bạn mà ở trong văn phòng hoài mà các bạn muốn ra khởi nghiệp á, thì các bạn khó lắm, đặc biệt là những người lãnh lương cao, có điều kiện các bạn khó khởi nghiệp lắm. Các bạn một á là các bạn bị ai đó đạp các bạn một cái. À, và ở đời thú vị lắm, có ai đạp bạn đâu. Nó là nhiều lúc nó như thế nào à? Bạn phải tự đạp mình một cái thì các bạn mới thoát ra được, các bạn biết không? À, chào bạn Quế Phương Nguyễn, ok. À, chào bạn Ngọc Bích Nguyễn, ok. Bạn Ngọc Bích rất là tuyệt vời, ok chưa? Các bạn comment xuống, các bạn chào nhau đi. Bạn nào đang xem stream thì chào nhau đi, ok. À, bạn chơi ca súp, ok. Hồi nãy giờ em review lại, em rất là tuyệt vời. Bạn chơi ca súp thôi. Thì ba cái đối tượng này là sẽ là những cái đối tượng họ ra họ làm kinh doanh. Còn nếu mà các bạn xét rằng các bạn không nằm trong cái đối tượng này thì các bạn phải gì ạ? À, phải đọc những quyển sách của mình để các bạn đánh bật cái niềm đam mê. Là các bạn đọc hai cái quyển sách của mình để các bạn đánh bật cái niềm đam mê của mình mà lên, thì các bạn khát khao lên thì các bạn mới lao ra được. À, nó là cái bước đầu tiên trong 10 bước ra khởi nghiệp này là mình nói cái bước gì ạ? Bạn phải gì ạ? Bạn phải xác định ra được cái niềm đam mê của mình. Bạn thấy rằng là bạn có đam mê ra khởi nghiệp không? Bạn có khát khao ra khởi nghiệp không? Bạn có phải khát khao ra người ra làm chủ doanh nghiệp không? Bạn phải xác định ra được cái đó. Chứ bạn phải trả lời ra được cái đó. Còn bạn nào mà bạn chưa trả lời ra được cái đó rõ ràng thì bạn hãy gặp mình. À, hoặc các bạn mua hai quyển sách của mình, các bạn về đọc thì tự nhiên các bạn cảm nghiệm được, các bạn sẽ đánh bung cái việc này ra. Ok chưa? À, chào bạn Tài Ngân, xin chào mọi người. Mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Ok, bạn Tài Ngân rất là tuyệt vời. À, các bạn dùng ra điều này chưa? Và bạn nào chưa chia sẻ live stream mình thì các bạn bấm về, các bạn chia sẻ live stream này của mình đi. À, chia sẻ về để mà nhớ, để mà giúp bạn bè mình, anh chị em của mình, những người họ đang ra khởi nghiệp nhưng mà họ chưa biết, họ sẽ cảm nghiệm hơn. À, chào bạn Nguyễn Văn Ý, sách của thầy rất là hay. Thầy ơi, ok, cảm ơn bạn Nguyễn Văn Ý rất là nhiều. Chào bạn Nguyễn Thiết, ok chưa? Mình, vậy mình là số 3 rồi, ok. Bạn Thiết rất là tuyệt vời. Số nào cũng tuyệt vời. Số 1 cũng tuyệt vời, số 2 cũng tuyệt vời. Thật sự số 3 là vô cùng tuyệt vời. Bởi vì bạn bứt phá ra được cái cũ, cái truyền thống của bạn đi. À, và quan trọng, mình đã biết mình ở cái số nào rồi thì mình hãy tập trung đi đúng cái hành trình của mình. Mạnh mẽ nha các bạn ơi. À, chào bạn Thông. Ok. À, rất là cảm ơn em. À, cái lời chào của em làm cho mình cảm giác rất là vui. Chào bạn Lung Linh. Ok, bé Lung Linh. À, bé Lung Linh rất là giỏi, năm nay có 20 tuổi thôi và bé đã ra kinh doanh rồi, đã tạo thu nhập rồi. Chào bạn Phạm Ngọc Anh. Ok, chào bạn Hoàng Minh Toàn. Ok, đúng rồi, em là số 3 đó Toàn. Toàn ơi, chính xác luôn. Mình ra nên mình phải tập trung nha bạn Toàn ơi. Làm cho tới cùng, làm là phải thắng nha bạn Toàn ơi. Không được bỏ cuộc bạn Toàn ơi. Ok chưa? À, chào bạn Phạm Ngọc Anh, rất là tuyệt vời. Ok. Thế thì chúng ta phải xác định rất là rõ ràng cái niềm đam mê của mình, mà cụ thể là bạn có đam mê ra cái danh cháy bỏng không? Phải hỏi đó. Và nếu đúng rồi, Hà Thanh Tùng em đâu phải nhóm số 1. Em là thuộc nhóm số 2 đó, Hà Thanh Tùng ơi. À, nhưng mà phải xác định ra rất là rõ ràng cái chỗ này nha. Còn bạn nào mà chưa xác định được thì các bạn gặp mình để mình coach cho các bạn bung ra. À, các bạn hiểu ra được lý do. Cái lý do tại sao các bạn phải ra làm kinh doanh. Ok chưa? Thực sự là bây giờ đất nước mình, xã hội mình, ok chưa, đang ủng hộ rất là nhiều. Nhà nước cũng ủng hộ các bạn ra kinh doanh rất là nhiều. Và đây là cái con đường tất yếu thôi. Ok chưa? Tuyệt vời. Lung Linh, em rất là tuyệt vời. À, bạn nào chưa comment xuống thì các bạn comment đi. Chào bạn Tuấn HS. Ok. À, bạn mới vừa online rất là tuyệt vời. Và khi đã xác định được đam mê rồi thì các bạn phải tự hỏi lĩnh vực nào mà bạn đang giỏi nhất. Phải tự hỏi
lĩnh vực nào bạn đang có kinh nghiệm, lĩnh vực nào bạn đang có trải nghiệm. À, chào chú Út Heo. Ok, các em có cái tên rất là hay. Em chào thầy và mọi người, em 38 tuổi rồi, em muốn ra khởi nghiệp không biết bắt đầu từ đâu. Em thuộc sinh số 3, rất thích kinh doanh. Ok, nếu em không biết bắt đầu từ đâu thì nếu em ở Sài Gòn thì em cho mình cái số điện thoại, inbox cho mình cái số điện thoại rồi sẽ tới gặp mình. Còn nếu em ở tỉnh thì phải mua hai cái quyển sách của mình đọc thôi. Chào bạn Nguyễn Thị Cẩm Tiên, em chào thầy và mọi người, em ở Đồng Tháp, em muốn ra mà không biết cách nào. Ok, Cẩm Tiên, em đã đọc sách của mình chưa? Ok, rất là tuyệt vời. 28 chứ không phải 38 hả bạn Út Heo? Ok, bạn có cái tên rất là thú vị nha Út Heo ơi. Và Cẩm Tiên, em hãy chia sẻ livestream này về nhà em. Và bạn Út Heo vậy, em hãy chia sẻ livestream này về nhà em. Bởi vì em sẽ xem đi xem lại, em sẽ rất là thấm. Chào bạn Thấm Tăng. Ok chưa? Bạn Thấm Tăng là một bạn nữ, bạn ở Đà Nẵng. Và bạn từ Đà Nẵng bạn bay vào Sài Gòn. Bạn tham gia những cái lớp học của B-Training. Các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Bạn Thấm Tăng là một trong những cái người mà các bạn phải học hỏi cái gương của bạn. Bạn đam mê học tập, bạn khát khao làm kinh doanh và bạn học hành. Ok chưa? Cảm ơn bạn khán tâm em đã tham gia live stream này. Ok, chào bạn Nguyễn Minh Đức. Ok chưa, bạn Đức mới vừa vào xem, rất là tuyệt vời. Vậy thì khi mà các bạn đã xác định ra được rằng bạn thuộc cái nhóm số mấy, hồi nãy giờ các bạn thuộc nhóm số mấy, các bạn comment xuống. Bạn nào nhóm 1 thì nó là nhóm 1, bạn nào nhóm 2 thì nó là nhóm 2, bạn nào nhóm 3 là nhóm 3. Các bạn comment xuống để các bạn biết. Khi các bạn đã xác định được bạn thuộc cái nhóm nào rồi và bạn bắt buộc bạn phải chọn con đường làm kinh doanh rồi. Ok, chào bạn Anh Nguyễn, bạn ở Bình Dương. Ok chưa? Thì bạn như thế nào à? Bạn phải nhất quyết gì à? Bạn phải nhất quyết gì à? Bạn phải nhất quyết, bạn phải tìm ra thực sự là bạn đang giỏi cái gì nhất. Bạn đang giỏi lĩnh vực gì nhất? Lĩnh vực nào bạn đang giỏi nhất? Sản phẩm nào bạn đang giỏi nhất? Sản phẩm nào bạn đang có kinh nghiệm nhất? Ok, chào bạn Nghi Nghi. Cảm ơn em rất là nhiều. Em ở cái tỉnh nào? Em comment xuống đi Nghi Nghi ơi. Và bạn nào chưa comment thì các bạn comment đi. Anh Nguyễn em chưa comment nè. Bạn Nguyễn Minh Đức bạn chưa comment nè. Ok chưa? Ok, bạn Anh Nguyễn rất là tuyệt vời. Và như thế nào ạ? Và các bạn phải xác định ra được thực sự là bạn đam mê gì, bạn giỏi cái gì. Nếu mà bạn không xác định được á thì bạn bắt đầu như thế nào đây? Sách thầy hay lắm thầy anh chị ơi, học hỏi được rất là nhiều điều. Ok, em Thấm Tăng rất là tuyệt vời. Vâng, bạn Thấm Tăng, bạn Nguyễn Hoàng Bảo Văn, em làm bất động sản ở Đồng Nai, tuyệt vời. Ok, cảm ơn bạn Nguyễn Hoàng Bảo Văn nhiều. Chào bạn Thước Đặng, dòng đời số đẩy, em mới ra kinh doanh và khởi nghiệp. Ok, điều đó tuyệt vời. Chào bạn Nguyễn Minh Đức. Ok, em rất là tuyệt vời. Chào bạn Phạm Ngọc Anh, em thuộc nhóm số 3, tuyệt vời. Ok giờ rồi, tiếp tục. Mình lại tiếp tục. Thì bạn đã thuộc nhóm số 3 rồi thì các bạn phải xác định là thực sự là bạn có trải nghiệm về lĩnh vực gì, bạn am hiểu về sản phẩm gì, bạn am hiểu về dịch vụ gì, bạn có những cái kinh nghiệm gì, những cái kinh nghiệm thật sự của bạn đó là cái gì. Phải trả lời được nó rất là rõ ràng ở cái chỗ đó. Rất là nhiều người gặp mình cứ hỏi mình, em không biết chọn sản phẩm gì, em không biết kinh doanh cái gì. Ok giờ nhiều bạn lắm. Có một bạn kia, dĩ nhiên là cái câu chuyện kể ra cách đây 3 năm là bạn kinh doanh rất là giỏi. Hiện tại thì bạn kinh doanh rất là giỏi, mà trước khi mạng lãng lắm thầy ơi, chắc là do của em, chứ mạng bên mình thì mạnh lắm, chắc là do bên em đó. Chào bạn Hải Âu Nguyễn. Chào bạn Lê Ngọc Thảo. Ok, chào bạn Hải Âu. Buổi tối đâu có bán cháo hả bạn Hải Âu ơi. Ok giờ. Bạn Oanh giới thiệu về mình rất là kỹ. Ok, chào bạn Phạm Tuấn Anh. Bạn Phạm Tuấn Anh là một chuyên gia trong lĩnh vực bất động sản. Và các bạn nên kết nối với bạn Tuấn Anh. Bạn Phạm Tuấn Anh, ok chưa? Vậy thì bây giờ mình lại nói tiếp, mình lại chia sẻ cho các bạn tiếp. Vậy thì mình kể bạn, có một bạn và bạn tới, trước đó là bạn đã làm kinh doanh và bạn thất bại tay tu rồi. Và khi bạn tới, bạn tham gia cái chương trình học làm chủ của mình thì bạn mới phát hiện ra thực sự là bạn đang bị vướng những cái gì. Bạn đang bị vướng những cái gì? Sao em nghe thầy nói em khát khao lắm
Mà sợ lắm thầy ơi, em muốn rủ bạn cùng lĩnh vực mà bạn ấy